Và vì bạn đã giữ chứng chỉ quỹ hơn 2 năm nên phí bán chỉ là 0,5%. Vậy lợi nhuận bạn thu được là bao nhiêu? Chào mừng bạn đến với chuỗi video chia sẻ kiến thức đầu tư tài chính cùng Linh, video hợp tác với quỹ mở quản lý bởi VinaCapital. Mong muốn của nhà đầu tư là đạt được lợi nhuận tốt, nhưng bạn cần nhớ rằng lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Nếu ai đó mời chào bạn với một lãi suất siêu cao, thời gian đầu tư ngắn, chắc chắn đó là lừa đảo hoặc phi pháp. Vì vậy, khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, bạn cần tìm hiểu rõ lợi nhuận thu được đến từ đâu, mô hình đầu tư đó có hợp lý hay không. Từ đó, dựa vào khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của bạn để có thể lựa chọn kênh đầu tư phù hợp. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn lợi nhuận của quỹ mở và cách bạn có thể đạt được lợi nhuận tốt khi đầu tư quỹ mở. Đầu tiên, lợi nhuận quỹ mở đến từ đâu? Chúng ta đều biết, khi bạn đầu tư vào một quỹ mở, bạn sẽ nhận được chứng chỉ quỹ của quỹ mở đó. Các chuyên gia quản lý dày dặn kinh nghiệm sẽ thay mặt các nhà đầu tư quản lý tổng số vốn góp vào quỹ và thực hiện đầu tư vào chứng khoán. Cụ thể, quỹ mở thường đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, nên lợi nhuận của quỹ mở sẽ đến từ các nguồn sau: giá trị cổ phiếu tăng, nhận cổ tức từ cổ phiếu, nhận lãi từ trái phiếu và nhận lãi từ chứng chỉ tiền gửi hoặc tiền gửi có kỳ hạn. Để quỹ mở có lợi nhuận tốt, các chuyên gia quản lý quỹ sẽ liên tục phân tích, đánh giá và lựa chọn các chứng khoán được định giá thấp hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn để đầu tư. Nếu các bạn muốn biết cụ thể chuyên gia quản lý quỹ làm gì để giúp tăng trưởng tài sản của quỹ, các bạn có thể xem video học cách đầu tư như chuyên gia quản lý quỹ. Linh sẽ để link vào phần bình luận ở dưới nha. Rồi, đó là những nguồn lợi nhuận của quỹ mở. Vậy làm sao bạn biết được khoản đầu tư quỹ mở của bạn có lợi nhuận? Rất đơn giản, lợi nhuận đầu tư quỹ mở của bạn là khoản chênh lệch giá chứng chỉ quỹ tại thời điểm tính toán so với giá chứng chỉ quỹ tại thời điểm bạn mua vào, trừ đi phí mua và phí bán nếu có. Nói cách khác, bạn có lợi nhuận khi giá chứng chỉ quỹ tại thời điểm bán sau khi trừ đi phí mua và phí bán là cao hơn giá mà bạn đã mua. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể nha. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, bạn đầu tư quỹ cổ phiếu VSAP do VinaCapital quản lý với giá chứng chỉ quỹ là 11.409 đồng và bán ra tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 với giá 26.128 đồng. Với các quỹ mở VinaCapital, bạn được miễn phí mua. Và vì bạn đã giữ chứng chỉ quỹ hơn 2 năm nên phí bán chỉ là 0,5%. Vậy lợi nhuận bạn thu được là bao nhiêu? Chúng ta có công thức là lợi nhuận bằng giá bán trừ giá mua trừ phí mua trừ phí bán. Như vậy, với mỗi chứng chỉ quỹ bán ra, bạn sẽ có lợi nhuận là 14.588 đồng. Vì sao Linh lại nói giá chứng chỉ quỹ ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 31 tháng 12 năm 2021? Vì thực tế là giá chứng chỉ quỹ có thể thay đổi mỗi ngày và công ty quản lý quỹ có trách nhiệm công bố giá chứng chỉ quỹ trên website sau mỗi ngày giao dịch. Nói tóm lại, lợi nhuận khi đầu tư quỹ mở của bạn sẽ không cố định mà phụ thuộc vào sự tăng trưởng của thị trường và giá trị các chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giúp bạn đạt được lợi nhuận tốt khi đầu tư quỹ mở. Đầu tiên là nên đầu tư sớm, ngay khi có tiền nhàn rỗi. Bạn đầu tư càng sớm thì thời gian đầu tư càng dài, bạn càng tích lũy được nhiều tiền do lãi kép. Bạn còn nhớ ví dụ đầu tư 100 triệu đồng với lãi suất giả định là 12% một năm này không? Từ năm thứ 2 trở đi, không chỉ vốn gốc mà số tiền lãi của bạn cũng tiếp tục sinh lời. Khi tiền lãi nhận được hàng năm liên tục được tái đầu tư, bạn sẽ được hưởng lợi nhuận kép trong dài hạn và nhanh chóng đạt được mục tiêu tài chính của mình. Thứ hai, bạn cần chọn công ty quản lý quỹ tốt và uy tín để đầu tư. Như chúng ta đã biết, lợi nhuận của quỹ mở sẽ phụ thuộc giá trị các chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ. Nghĩa là mỗi quỹ có chiến lược và cách xây dựng danh mục đầu tư khác nhau sẽ mang đến mức lợi nhuận khác nhau cho nhà đầu tư. Trong video giải đáp các câu hỏi thường gặp khi đầu tư quỹ mở, Linh đã giới thiệu 4 yếu tố quan trọng bạn cần xem xét khi chọn quỹ mở để đầu tư. 4 yếu tố này bao gồm viết tắt của People là nhân sự, Philosophy là triết lý đầu tư, Process là chiến lược đầu tư và Performance là kết quả đầu tư. Linh sẽ không nhắc lại chi tiết mà sẽ để link tới video này ở phần bình luận. Các bạn có thể xem lại để hiểu rõ hơn nha.
Cuối cùng, bạn cần đầu tư trong dài hạn từ 3 đến 5 năm trở lên với tinh thần kỷ luật cao. Việc này sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận kỳ vọng do tránh được các biến động thị trường trong ngắn hạn. Nói một cách đơn giản, nếu bạn bán chứng chỉ quỹ khi thị trường chứng khoán đang xuống thì bạn sẽ bị lỗ thật vì có thể đã mua cao bán thấp. Ngược lại, nếu bạn vẫn tiếp tục nắm giữ các chứng chỉ quỹ dài hạn thì dù thị trường chứng khoán xuống trong ngắn hạn cũng không ảnh hưởng gì và danh mục của bạn sẽ tăng lại khi thị trường chứng khoán hồi phục. Nghe có vẻ dễ, nhưng sự thật là chúng ta rất dễ hoảng loạn khi thấy thị trường biến động mạnh. Để tránh bị cảm xúc chi phối, đặc biệt là khi thị trường biến động trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần kiên nhẫn, đầu tư điều đặn, có kỷ luật. Làm sao tập được điều này? Một trong những cách hay để rèn tính kỷ luật trong đầu tư là đầu tư theo định kỳ. Ví dụ, với chương trình đầu tư định kỳ thông minh Vinasip, bạn sẽ bắt đầu rèn tính kỷ luật với 3 nguyên tắc cơ bản là: thứ nhất, đầu tư một khoản tiền cố định. Thứ hai, đầu tư thường xuyên theo định kỳ, ví dụ là mỗi tháng hay mỗi quý. Và thứ ba, duy trì đầu tư trong dài hạn, thường từ 3 năm trở lên. Như vậy, dù gặp thời điểm tốt hay xấu, bạn vẫn bám sát chiến lược đầu tư ban đầu mà không để cảm xúc hay sự biến động của thị trường chi phối việc đầu tư của mình. Để tìm hiểu thêm về các lợi ích và cách đầu tư với Vinasip, bạn hãy xem video đặt mục tiêu tài chính với chương trình đầu tư định kỳ thông minh Vinasip. Linh sẽ để link tới 3 video mà Linh nhắc đến để các bạn tham khảo ở phần bình luận nha. Linh muốn nhấn mạnh một lần nữa, không có con đường tắt nào dẫn đến thành công khi đầu tư. Sự kết hợp giữa lợi nhuận cao, rủi ro thấp, thời gian đầu tư ngắn là không tồn tại nha các bạn. Hãy tìm hiểu thật chi tiết về loại hình đầu tư mà bạn quyết định bỏ tiền vào. Thông tin trên Internet là rất nhiều. Hãy chọn một vài chuyên gia tin cậy trong lĩnh vực mà bạn muốn đầu tư và nghe chia sẻ của họ. Hoặc bắt đầu bằng cách trò chuyện với chuyên viên quan hệ khách hàng của một ngân hàng hoặc một công ty quản lý quỹ uy tín. Nếu các bạn có câu hỏi liên quan nào còn thắc mắc, hãy gửi bình luận ở bên dưới cho Linh nha.